Tiến xin chào mọi người trên kênh YouTube của Tiến nha. Thì Tiến sẽ ghé vào mua chú ủng hộ cho chú mấy tờ giấy số nha. Tiến hay đi đoạn này thì có chú hay mấy giấy số thì Tiến sẽ ghé mua. Còn có một cái miếu ở đây thì Tiến sẽ hỏi thăm cái sự thích này cái miếu này. Thì chú bán giấy số hôm nay không có bán nha mọi người ha. Thì Tiến sẽ quay sơ xuống có gặp hai cái cô này, Tiến xin hỏi về thông tin cái gốc cây bồ đề này. Tiến nhờ tiền bạn tiền lấy bó nhang nha. Tiền này đi heo chơi với Tiến. Tiền ơi. Mở cửa Tiền ơi. Lấy ra cái hộp quẹt trong hũ đi Tiền. Chứ đứng lên cái lấy bó nhang nha. Bó nhang trên đầu này nè. Đi đi cầm em xuống nha. Ở đây thì nằm ở quốc lộ 51 nha mọi người. Ở xã Phước Thái có cây bồ đề và có chị bán vé số. Và hướng này vào cao tốc Long Thành nè. Cao tốc Long Thành Bến Lức nha. Hướng này mình về đi tới Bến Lức Long An luôn thì đang làm. Thì cái gốc cây này nằm ngay chỗ cây bồ đề này nằm ngay chỗ giao lộ vòng xoay cao tốc. Tiến vừa ghé hấp nhang cho thằng tài hữu địa nha mà. Ở đây thì Tiến nghĩ là sẽ mấy cái ông hoàng tài hữu địa này người dân đem ra nha, người dân đem ra để mà hờ cúng nhà, không ví dụ như nhà phía sau đây có quầy bán vé số của cái chú nha. Tiến hay đi hướng này nhưng mà hôm nay chú không có bán nha. Nay Tiến đi trễ quá, nay chú bán gì, chú bán buổi sáng không à. Nằm dưới gốc cây bồ đề rất là to, tán bự kìa. Cái cây này có chim không Tiền? Không biết nữa. Cái này cái bồ đề. Cái này nó cũng bự lắm ha, có râu luôn. Thì không biết sau này bên nhà nước có chặt cái cây này không mọi người, chứ hiện tại là Tiến thấy chưa có chặt nha. Nó nằm ở giữa ngay bùng binh luôn, một cái bùng binh rất là to. Cái bùng binh này là bự nhất huyện Long Thành luôn nha mọi người. Nó vòng qua tới bên kia luôn, nó vòng qua tới bờ tường bên kia luôn nha, rất là to. Sau này người ta sẽ làm một cái đường lên, một cái đường đi lên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nữa nha. Người ta chưa làm. Tiến xin phép Tiến lại Tiến quay cô hỏi coi cái sự tích là cái cây này, cây bồ đề. Ba Mỹ Sưng á là chị đi gặp mấy ba Mỹ Sưng chị họ rồi chị phải đi quẹo vô dọc chạy xa lắm xuống Nghệ đúng không? Người dân ở Lập ha anh chú. Chú ở đây thì chú biết dạ. Cái này khu này chú có dạ. Cây me. Cây me hả? Dạ. Cái này người dân là người ta lập ra đó nè. Cái này cũng mới cái mấy bàn thờ mới làm đây à. Dạ. Cái này có linh không chú? Cái này theo chú là có linh không ta? Chú rằng cũng thấy người ta cũng tới đốt nhang. À. Nói chung khách đi đường ta đi cũng nhiều đúng không? Tiến thấy khách đi đường đốt nhang với đốt với thuốc để mà cúng ông hữu địa với ông hoàng tài mà Tiến thấy ông hoàng tài mà ông hữu địa không có. Nhà chú đâu? Chú trên này thức trên hả? Dạ. Dạ. Ủa, dắt sáng là cũng có một chú bán
bán vé số đi đúng không? Mà hôm nay chú không bán. Ừ, thì con hay chạy xe ngang cái tuyến đường này nè, nên thấy chú hay bán thì tính bữa nay ghé quay rồi sẵn tìm hiểu cái thông tin gốc đa này luôn nha mọi người. Thì em cảm thấy cái gốc đa rất là linh. Nếu mà những cái chỗ mà mấy cái chỗ mà hay linh vậy nên người dân người ta sẽ khấn cầu giái cũng như nhang đèn đầy đủ. Gốc cây rất là mát. Số thì đâu ai bán đâu mà trúng, phải có người bán á. Nếu mà theo tiếng cảm nhận thì bán với số đây rất là tốt nè, sẽ có người mua. Giờ chị mà muốn đi xuống Châu Đức là chị phải xuống giờ chị xuống chạy xuống dưới á, chưa tắt dầu rồi xuống dưới chị thấy để cái bảng mà ghi Châu Đức tốc tiên rồi á, là chạy qua quẹo trái đi qua tới đó chị hỏi tiếp là đi hẳn xa lắm, như vậy đó phải 40-50 cây lận. Thì cô hai cô này cũng khách đi đường nhưng mà hỏi về Châu Đức về địa Vũng Tàu hơi xa. Ăn cơm nước gì chưa chú? Chú ăn cơm chưa? Thì hôm nay Hữu Duyên gặp ông chú bán vé số thì tiếng có hỏi một đôi điều về cái gốc cây nha. Chú thì cũng là dân địa phương đây luôn nha mọi người ha. Chú nhà ở Phúc Trên. Chú nói thì cũng cái này cũng miếu này cũng mới lập đây thôi nên người dân thì cũng nghe nói cũng khá là linh đó, nên người ta lập mấy khúc này như chưa có tai nạn á. Mấy khúc có tai nạn giao thông có không? Ít có thường những cái đoạn đường mà hay tai nạn á, người dân sẽ lập một cái miếu nhỏ để mà chắn ngang những cái vong linh nha, cũng như cúng kiến những cái vong đó mất. Dạ. Xuống dưới ngã ba này. Dạ. Mới qua mới cán chết người. Cán chết người. Dạ. Cây này thì chú nghĩ nó trồng bao nhiêu năm rồi chứ? Trên chục năm. Cây cũng trên chục năm. Đây có bông mát. Sau này chắc nghĩ chắc nhà nước sẽ chặt không nè, không biết có để không mà nó nằm giữa cái trắng an giữa cái buồn xây này, theo con chắc nghĩ sẽ chặt đúng không, sẽ chặt bỏ đi để dạ chắc nó bấm đi như dạ đúng rồi. Tương lai sẽ bứng nha mọi người, có rễ có râu luôn rồi, cái cây này cũng lâu lắm rồi, không biết phía trên này nó đen đen không biết có ổ gì chả không, hay rễ râu rất là nhiều. Thì Tiến cũng quay nhiêu đây thôi nha mọi người, cũng tìm hiểu về thông tin đây, nói chung thì nó cũng không có gì mà bí ẩn hết ha. Thì Tiến nghĩ chắc nhưng mà có khúc này trời tối đi qua cũng hơi rén nha, cũng hơi sợ. Chú này bao nhiêu tuổi rồi? Chú 60 tròn. 60 tròn hả? Có vợ con chú có làm gì không? Chú có vợ hai đứa con. Rồi con chú là làm công việc gì ta? Dạ chú làm công ty. À vậy làm công ty. Dạ. Chưa chú ăn cơm chưa? Chưa. Chưa đi giờ chú chạy vòng vòng cái con mời chú bằng cơm. Coi như Hữu Duyên gặp ở đây con cũng ghé cơm thì con mời chú dĩa cơm được không? À. Vòng vòng đây chạy xuống rồi tới bên đây chắc cũng có dĩa cơm có tiệm nào bán cơm thì ba chú cháu mà. À cũng được, con đậu xe con đi bộ qua. Cái gì chú đi trước em. Con chạy xe công con đi theo sau ha. À, ok. Dạ. Tốt của con. Dạ. Chú cảm ơn là tốt của con. Dạ. Chú biết dạ. Vô 100 mét. Vô 100 mét là Phước Bình. À Phước Bình hả? Vô 100 mét. Dạ. Để tại Bình Minh đó, mới có sổ dân cơm. Dạ. Chân chú kia có đi xuống được không? Chú ngồi trên xe bóp kèm nó mang ra. À mang ra hả? Mua nó mang ra. Dạ. Ok. Thôi chú đi. Dạ dạ ok. Rồi cảm ơn chú nha. Dạ. Ông lão năm nay 60 tuổi thì bán vé số nó cũng cực. Bây
giờ Tiến sẽ tiếp tục đi hành trình chuyến hàng hạ ở cái mép nha mọi người, rồi lên Genlock lấy rộng. Thì hồi nãy Tiến có gửi ít tiền cho ông chú để mà uống nước nôi nha mọi người, cũng hữu duyên gặp chú thì cũng chú tâm sự về cái gốc cây bồ đề. Thì nói chung thì Tiến thấy cũng ok, cũng tốt, nhưng người dân mình lập hờ vậy cũng tốt đúng không ạ. Nãy chú Tiến mời chú ăn cơm nhưng mà vòng vòng ở đây không có quán cơm, thì chú bảo thì đi vô trong cái đường Phước Bình này là xa lắm, rồi nên Tiến có gửi chú ít tiền để mà uống nước chứ mua cơm ăn. Chú hôm nay cũng già rồi mà chạy xe lăn nha mọi người, đây là chú đây nè, rất là tội nha mọi người, chưa nắng này mà để phải đi mưu sinh kiếm tiền. Chú bán vé số nha, thì Tiến nãy Tiến hỏi mua vé số nhưng mà chú nó hết vé số rồi, Tiến sẽ tiếp tục hành trình nha mọi người. Tiến hạ xong cái công cái mép nha mọi người, thì Tiến sẽ đi lên và ghé cùng bạn Tiền ăn cơm. Quán cơm đây là ngay chỗ trạm thu phí quốc lộ 51 cũ nha. Tiến làm với cơm rồi cái Tiến với bạn Tiền đi lấy rộng. Tiến với bạn Tiền đi lấy rộng và Tiến nha đưa bạn Tiền làm thủ tục nha mọi người. Nếu dùng cái cách thủ tục làm rất là dễ thì Tiến bạn Tiền lâu lâu mới đi thì Tiến sẽ đưa cho bạn Tiền làm thủ tục, và cũng như là để mà mấy anh em xem để mà tham khảo cái dealer làm thủ tục cảng nó dễ hay khó nha. Quán cơm ở đây thì cũng sát nhau luôn mà, đầu cũng phải theo địa bàn, quán ai nấy đậu, đậu lỡ cỡ rồi che mặt bằng của người ta cũng khó xử. Cái quán cơm thì nó nằm ngay chỗ đầu khu công nghiệp Tâm Phước nha mọi người. Đó, ngay chỗ cái xe hổ bồ màu xanh là ở bên Tâm Phước. Và cái hướng này là cái trạm thu phí nè, trạm thu phí T1 của quốc lộ 51 nha. Xíu làm thủ tục luôn nha Tiền. Tiến sẽ đưa cho bạn Tiền làm thủ tục lấy rỗng ở Genlock nha. Rất là đơn giản. Giao cho bạn Tiền lấy công, lấy làm thủ tục thôi. Lên đóng tiền nè, rồi giao lưu xe năng, rồi giao lưu với chụp hình và giao lưu với phòng phương vụ để mà làm cái phiếu e với lấy cái siêu. Thì bạn Tiền đây thì lâu lâu mới đi nha. Hả? Xíu đó tao kèm nha. Đó, dụ như bạn Tiền là chưa biết gì luôn nha mọi người. Đi theo xe chơi thôi nhưng mà chưa biết gì. Đó thì giống như mấy anh em thì sau này đi lơ với trứng chiên đúng không? Đúng rồi. Tô canh chua. Với hả? Mình cá lên, mình cá. Hai hai cái mình luôn. Đúng. Có cá hú kho nữa nha chị ơi. Thì cái phần cơm của Tiến với lấy đũa đi. Cái đũa với chén đi. Phần cơm của Tiến nè, của tài xế xe đầu kéo. Mình đèn ăn trứng thì Tiến sẽ ăn cá hú. Rất là hấp dẫn nha. Thì cái phần cơm này lúc nào nóng rồi mà mấy anh em mà ăn thì sẽ hầm lại nóng luôn. Nhưng phỏng thì bớt cơm đi, bớt ra. Mà Tiền cũng chưa biết gì về xe hay nha mọi người, chỉ xe chỉ cũng như một cái trang giấy mới thôi. Thì mấy anh em sau này cũng đi lơ cũng đi trang vậy luôn. Thì Tiến thông báo với mọi người là qua từng Tiến sẽ nhận một bạn đi lơ nha. Thì bạn này thì rất là trẻ, sinh năm 99, có bằng FC rồi. Tiến sẽ ngày mai Tiến sẽ liên hệ với bạn đó để mà chuẩn bị đi lơ, cố gắng đi hết tháng cho nó cứng rồi nha mọi người ha, hỗ trợ anh em cứng ngày và để mà cuối tháng đi kiếm xe chạy luôn. Giống như bạn Khoa thì sáng lấy bằng tối ôm xe luôn, bạn lẩu luôn à. Ok rồi, Tiến mời mấy anh em ăn cơm nha, rất là hấp dẫn. Dạ không, con không mua cái số rồi. Hả? Cung chính hả? Là số gì nè?
49 là số hay là số gì? 49 là con gì đây? Hiện tại mua số 49 nha, hy vọng chiều này ra 49. Tiếng mua 0949 số khá là đẹp nha mọi người. Nhưng mà xét về tâm linh thì nó không được đẹp. Số 13, 49 rồi 53 rồi là mấy số không đẹp nha. Chỉ có theo cái dòng số thì 79 là đẹp. 79 rồi 39 rồi 99. Đó những mấy số đẹp. Còn mà đa số mà số chẵn rồi lẻ là không đẹp. Ok, thì tiếng mời mấy anh em ăn cơm nha. Tới ghe lóc Linh Chung rồi nha mọi người. Thì cái clip này đó tiếng lấy hủ tục đây rồi, nhưng mà tiếng sẽ quay lại để hướng dẫn bạn Tiền trải nghiệm thực tế, là cũng như mấy anh em sau này làm hủ tục ở ghe lóc nó dễ hơn nha mọi người ha. Bạn Tiền là một tấm chiếu mới luôn, chưa biết gì về hủ tục luôn. Tiếng sẽ chỉ, tiếng sẽ chỉ bạn Tiền y chang, là sau này mấy anh em làm y chang vậy nha, khá là đơn giản. Máy nhiều giảm tốc độ, quan sát gương, nó xe máy lùi. Thời tiết bây giờ là sáng nắng chiều mưa nha, đang vào mưa nha mọi người, rất là nắng. Mấy anh em mà có thể làm nhớ đội cái nón nha, tiếng quên đem theo cái nón đây. Đèn cái cửa ngay, mấy anh em bỏ lệnh vô, đừng cầm tiền ra đây rồi. Hải lệnh vô cửa rồi, Hải vô bỏ đại vô rồi để xuống rồi. Đó, anh em mà cầm lệnh bỏ vô nha, rồi chờ đọc số xe mình đóng tiền thôi, rất là đơn giản. Khi nào mày nghe đọc số xe 109 á, Hải tiền vô đó. Hóa đơn là 1 triệu 4 50.000, hóa đơn 55.000, đúng không? Đơn giản. Cái này mày Hải lệnh vô rồi chờ đọc số xe nha mọi người. Đọc số xe xong rồi lấy phiếu rồi nhập cho Năng, lên gặp thì giao lưu cho Năng xong mình lấy công thôi, rất là đơn giản. Rồi đi cho Năng nói giờ tiếng sẽ đưa bằng tiền lên giao lưu cho Năng luôn. Nay hãng tàu MSC nè, 040 thôi lên nói anh ơi cho em lấy công đóng huy sùng là biết à, ảnh này ảnh quen thôi là không thì thưa hết luôn. Bây giờ quá thì tiếng ve vô bị xịt cái mọi người, sàn bụi quá xịt sơ rồi. Ê, bất ngờ tiếng tắn nhau mà lâu lắm rồi mới gặp bạn tắn à. Tán này đang trả rỗng ở xe rất là đẹp. Yeah luôn. Ôi đây là Tắn nha mấy anh em, lâu rồi mới gặp em Tắn. Nhật luôn em xiên vậy, chạy vô Nhật kia có được tiền cơm không ta? Hai sĩ hả? Sáng giờ tôi đọc đẹp đó, công đóng hàng gì đó, đóng mấy cái đồng hàng điện tử. Tại hôm nay anh Tắn rất là mập nha mấy em, lâu lắm rồi có duyên mới gặp. Rồi cũng là tháng mấy, 2 tháng rồi mới gặp lại. Lúc trước có gặp anh Tắn ở ngay cầu Đồng Nai nha mấy em. Tắn ôm xe một cầu, phao một cầu, đi một Tân Thanh hai dí rất là đẹp. Bây giờ lấy gì nữa em, về nghỉ rồi. Lấy cái nhập về bãi. Ok.
này chạy 5 cái còn cái nữa. Nó dính bụi quá nha mọi người, nó kiểu như nó nổi mốc á. Tiến nhờ anh xịt xà bông lên cho nó sạch. Cái hàng của Tiến đóng là hàng hiêu sung nha, đóng phải lấy công rồi ha, rồi sàn sạch phát cho nó sạch mới bên khách hàng nó mới chịu được, không là trả công nha mấy anh em. Cái ghen lóc thì mình vào một vào cổng này thì mình ra cổng dưới nha mọi người. Cái hủ tục nó vậy thôi, đơn giản thôi, mình vô mình gặp làm hải lệnh vô thì đóng tiền lấy phiếu, lấy phiếu gặp xe năng, phiếu này nè, có xe năng đóng dấu vô không đó, ký tên nè, ký tên xong rồi mình ra cổng kia mình chụp hình nữa đó. Chụp hình cái mình ghi số công vô, cái nghe ô ghi số công là mình ghi vô rồi mình làm hủ tục lấy siêu với phía nghe rồi vậy thôi, đơn giản. Chạy ra hủ tục nha, anh đi trước nha Thắng ơi, đây anh đi trước nha, bữa nào gặp ok đi. Ok đi nha, đây xe phao một cầu nha mọi người, số xe của anh Thắng là 14971 Á Châu nha, công ty vận tải Á Châu. Ok, rửa sạch sẽ thì đi xe ra làm hủ tục thì hẳn ra ngoài nha mọi người, cổng dưới nha. Tiến sẽ nói bạn tiền ghi số công vô tiền, có ô số công, ghi số công rồi xuống mở cửa ra, rồi xong rồi lại nó cái ông màu xanh xanh á, ông ngồi ngay chỗ nói anh ơi chụp em cái công là không đi bộ ra, nói anh ơi chụp giùm cái công là được rồi. Này cổng ra mọi người, Tiến sẽ xuống mở cái công cho chụp hình. Số công là gồm 4 chữ cái nha, 4 chữ cái và 7 cái số nha mọi người, đó là gọi số công, ghi đại vô đi đó. Ừ, biết số công không, rồi đọc cho MSMU MSMU á, 8364 387. Rồi đi lên chảnh anh ơi, xuống chụp em công là được. Mở ra cho anh chụp hình nha, cho bảo vệ chụp hình. Phía bỏ vô này nha mọi người, lấy qua đơn với siêu về thôi. Thủ tục lấy công cũng đơn giản như ha, Tiến chia sẻ rất là thực tế cho anh em xem nha. Tiến kết thúc video nha, video cũng quá dài, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tiến nha mọi người. Chào tạm biệt mấy anh em.